dừng lại qua vườn của ông Lập phát. To nhất ở đây mà. To nhất ở đây rồi. Nhà ông Lập to nhất ở đây. Nhà ông Lập cái khu chợ luôn à. Nhưng mà tất nhiên là những cây không phải lúc nào cũng mới. Đang quảng cáo mấy cái đề hay quá, mấy cái lộc, mấy cái túc, mấy cái sộp Quỳnh đấy nhỉ? Quỳnh đi. Khéo là nhiều tuổi hơn cả cháu. Và cái này nhiều tuổi hơn cả cháu nên nhỉ? Cái này mà ông Tết mà nó nhú cái lộc đỏ này xong rồi. Đỏ chót. Đè bản uống nước. Đây là toàn cây nội thất cả. Vâng, mà giống nó lại khỏe. Trời sướng. Cầm con này lên đi xem nào. Đấy, hàng cầm hàng xách tay. Hàng xách tay. Nhìn cái củ nó mà thấy nó già rồi. Sung túc. Mùa xuân mua túc, mua tiếc về chơi hay quá. Cái này thì chưa biết thì biết bán mỏng cái hết thì ở nhà tối giờ ra bây giờ lạnh đôi luôn. Vừa uống trà vừa ngắm cây này, sướng lắm. Lấy bao nhiêu đấy tôi lấy đôi. Cái này là về chơi là chơi đôi. Nó có cái bàn kẹt, hai cái kẹt đây. Đây là một đôi nó giống nhau đấy. Cùng trang lứa. Bạn cùng học. cùng trường đấy. Cùng luyện thi với nhau. Cùng trường đấy. À. Chơi hàng ý cũng được. Cái này nó kinh nghiệm. Vâng, bệt biết rồi. Bé mà tí mà bệ ghê gớm. Nay lại có hàng siêu đẹp đấy. Nhiều điệu đấy. Quá đẹp. Quá đẹp. Nếu mà để bàn uống nước thì thật là không chê được không? À, cầm lên tay. Này cái này nó hợp với cây đấy, nó hợp với cái bàn cổ ấy. À, uống trà, ngắm cây uống trà. Cái hợp đấy. À, xách tay này thì thích thì đem đi đâu chơi cùng được. Đấy. Hôm nào muốn xách nó đi ra quán cà phê cũng được. Hoặc để lên đi uống cà phê bê mẹ nắp capo ở xe cũng được. Với cháu ăn keo ngược chậm lên. Yêu hơn cả yêu vợ. Găng tím ạ. À, đúng rồi. Găng tím. Quay mấy cây mới của bố. Này lắm tùng lắm mà lắm tùng lắm. Đấu chơi kiểu ấy lắm tùng. Chơi cái kiểu chơi cây ngược có vậy là mà lại không về cưới về hạ xuống là lắm tùng. Ngày hạ mấy lần. Nhưng cũng là cái thú vui. Cũng như trăm con chim thôi có gì đâu. Thì là dòng cái ống nước làm cái chai ấy như nhỏ nhỏ. Đấy. Mini nhưng mà nhiều tiền này. Nhiều tiền lắm. Không theo cái đường dây treo lắm. Món hàng cầm tay xanh mướt. Có vẻ trong cái gầm cây đúng không? Chơi chán để trong gầm cây giống mẹ là dài chứ đó. Kính
Đấy, kín cả thấy không? Ôi, bên này về làm mà dăm nó hơi dày lại thì sướng lắm. Này nói dễ lắm. Sướng lắm. Đấy, xây con này được. Sướng cây từ lúc còn thơ cơ mà. Đấy. Đẹp đấy. Con người tắt quay cho anh lên mạng. Quất đi. Biến thành chủ của nó đây. Được đấy. Nếu mà ai hỏi ông nào phải ra ông mua cái này. Cái này thì đẹp, cái này chắc. Làm răm nó nhỏ lại, hãm nó nhỏ lại là đẹp ngay. Rút răm nó lại. Rút răm cho nó dày lại. Bấm cái gì nó thì nhanh lắm, nhanh được. Cái này nó đây là cây bản trà chưa rồi. Rồi. Vâng. Nay lại nhiều cây mới nghe chị. Chắc à, chắc của nhà mình à? Chắc của mình. Bao tiền cái này? Bao tiền cái chắc này? Chương trình của em Facebook của em tên rồi. À, em có tiếng Anh rồi đấy. N2T, bác cứ thấy N2T là quen quen rồi. Vâng. Em thì hay quay ở đây nhất. Bởi là bận việc cơ quan không đi được nhiều nơi, chỉ quay đây thôi. Vâng, nhiều lắm. Cụ kia chỉ đi tham quan thôi, ít cụ mua lắm. Là một đoàn văn công. Đây là ông bấm dắt cái là đẹp liền. Còn cái lá nào để anh nhìn cái chậu nảy lên cái này. Ai, cái hàng đón tiếp này mẫu mực quá. Hàng đón tiếp này mẫu mực quá. Cho lên à. Hàng đầu. Lại thích ổi đấy. Lại thích ổi rồi. Tí sai. Đây thứ nhất là cây này người ta biết ấy, người ta phải mua ngay về. Đúng rồi. Hết, người ta giặt hết cả. Bây giờ thì không ấy là tí mình cũng giặt luôn. Mà. Trọng là người ta nhìn thấy tương lai của nó là quất ngay. Chứ gần đây người ta đang xấu là xấu những cái cành nó dài dài. Đấy. Quan trọng nhìn thấy cái cốt của nó. Cốt này đẹp mấy ông cứ cắt cột vào đến đây thì nhìn cốt là nhú được cái đẹp ngay nhìn chứ không, cốt, không. Nhìn thấy tương lai là ok rồi. Không cần già thì già lắm rồi, đây già lắm rồi, chân thân đục lạc một côn kít. Cái quan trọng là từ nó bé bằng này từ dưới này lại không có nhấc cắt nào cả. Đúng chưa? Đây nhìn. Quan trọng nó vậy chứ. Còn là cái cao. Mà này có gói hòn đá này. Đây nhìn. Trong cái chậu bé tí này, chậu của nó đây. Chậu của nó nhưng lúc người ta mang về là người ta sẽ vỡ, người ta mới cho rời ra thế này. Đấy chứ không phải là chậu thì cũng chả quan trọng. Nhìn quan trọng nhìn thấy cái cây là mình thấy kết là đúng là hình của nó, in của nó chưa. Những cái chậu quý, cái chậu đẹp là người ta khi ta đi được vì cái cây này nó nhổ ra đơn giản á, nhổ ra nó được rời ra hết. Cùng mạc. Còn các hiền huynh. Còn các hiền huynh.
Xích ta, còn không phải Nam Điền. Đấy, có ít Điền mà tầm đấy thì lại ghê gớm quá. Đẹp, chắc là đẹp. Xung à? Cái túc ấy. Chắc là túc. Đây là đẹp, đẹp nhất, chắc là đẹp nhất. Xung túc cả năm. Xích ta. Ừ. Xích ta, cái này bao nhiêu ạ? Dạ, giá cây là biết. Cái này hơn 1 triệu ạ. Đẹp đấy. Đấy. Các cụ đây với chơi bàn trà hay. Cái bấm giật thì đẹp lắm. Ôi giời. Đây biết rồi, biết rồi. Của nó, cái chồng của nó đây. Khi người ta mang đi, ra sợ vỡ chậu anh ạ. Người ta cho rời ra. Rung bim bim. Ngửa mặt. Mất tay này này. Đấy, cổ nó phải ngắn xuống. Cổ nó phải... Mất, đấy. Cổ. Cái thế này nó ngược chiều. Đúng rồi. Người ta nhìn này nó đâm vào mặt. Chơi từ đây. Đấy, đấy. Này thì nó lại giờ hơi mặt cổ này cao, bẹ lại đâm vào mặt rồi. Mặt cổ này cao á. Ừ. Thu rồi. Dạ. Đây cái mặt này là cái mặt này á. Thế là ngược này đấy, nó ngược chiều mặt. Khó chịu. Đi mua cây thì có bạn. Mua cây. Mình quay này không dám thêm đâu. Hai em vừa vào chỗ nhà chậu kìa. Lại có khi chậu tán, không ai mua được.